trong suốt cuộc chiến tranh, địch luôn coi trọng việc phòng thủ quân khu 1, nơi tiếp giáp với hậu phương miền Bắc của ta. Chúng bố trí tại chiến trường này hơn 4 vạn quân, nhưng trong những ngày tháng 3 năm 1975, do sức ép nặng nề trên chiến trường Tây Nguyên, địch trở nên hỗn loạn. Bầu trời, mặt đất quân khu 1 như một chảo lửa. Lửa nóng ở quân khu 1 ngày càng bùng lên do thất bại của địch ở Buôn Ma Thuột. Với khí thế chiến thắng Buôn Ma Thuột, Bộ Tổng Tư lệnh đã kịp thời chỉ đạo mặt trận Trị Thiên và quân đoàn 2 nhận rõ thời cơ, nhanh chóng chuyển hướng tấn công. Huế và Đà Nẵng là chiến dịch thứ hai sau Buôn Ma Thuột. Đặc biệt Đà Nẵng là căn cứ liên hợp quân sự lớn nhất miền Trung. Tại cửa biển này, tháng 2 năm 1856, chiếc tàu chiến Pháp đầu tiên đã nổ súng, đánh dấu sự xâm lược của thực dân Pháp vào nước ta. Một 109 năm sau, cũng tại đây, quân Mỹ đã đổ bộ lên đất nước ta, để rồi đến tháng 3 năm 1973, đội quân viễn chinh Mỹ buộc phải cuốn cờ về nước cũng ở cửa biển này. Nhân dân Đà Nẵng có truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược. Vì khát vọng tự do, độc lập, suốt những năm dài đã kiên cường chống lại ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân mới để giành quyền sống. Đồng bào ta ở Huế, Đà Nẵng và cả miền Nam đã bám chặt đất đai mà chiến đấu. Thành phố cổ kính với dòng sông Hương thơ mộng đã bị biến thành căn cứ quân sự, mà ở đây các tướng Mỹ, các đời Tổng thống Sài Gòn đều nhằm xây dựng Huế mạnh về quân sự để bảo vệ bộ chỉ huy quân đoàn 1 ở Đà Nẵng và chi viện cho Quảng Trị, nơi đối đầu với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1975, lo lắng cho sự an nguy của Huế, Tổng thống Thiệu cùng tướng Ngô Quang Trưởng đã ra trực tiếp kiểm tra, động viên tinh thần quân sĩ. Viên tướng 3 sao Ngô Quang Trưởng, chỉ huy quân khu 1, đồng thời là tư lệnh quân đoàn 1, có trong tay những đơn vị được coi là mạnh nhất, thiện chiến nhất. Tuy nhiên, tháng 3 năm 1975, quân địch ở toàn bộ giải đất hẹp này từ lo âu đến trở thành hoảng loạn do Buôn Ma Thuột bị nguy cấp. Nhiều vị trí trên tuyến phòng thủ này bị tấn công tiêu diệt. Lực lượng cơ động không thể rút khỏi Trị Thiên, Huế đi cứu quân khu 2. Về phía ta, đã chỉ đạo cho Trị Thiên, Huế đánh địch trước trận Buôn Ma Thuột 5 ngày để nghi binh và phối hợp với mặt trận Tây Nguyên. Bộ đội chủ lực và các trung đoàn của quân khu Trị Thiên đánh mạnh vào các cao điểm phía Tây Nam Huế. 15 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn đặc công của quân khu cùng với trên 100 đội công tác vũ trang bí mật vượt phòng tuyến địch tiến xuống đồng bằng, những nơi trước đây quân ta khó xuống đông đảo và ở lại dài ngày. Những địa danh này, năm 1975, bộ đội, đội công tác từng chịu đựng nhiều gian khổ hy sinh để vượt qua tiến xuống các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang để tấn công các chi khu, phân khu địch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Trên hướng chính, một số đơn vị của sư đoàn 304 và 324 thuộc quân đoàn 2 tấn công mãnh liệt ở các cao điểm Tây Nam Huế như núi Bông, núi Nghệ nằm trên hướng tiến vào Đà Nẵng, đồng thời chặn địch sẽ từ Huế về co cụm ở Đà Nẵng. Địch phản kích lên cao nguyên hoàn toàn thất bại. Trong những ngày tháng 3 năm 1975, trên khắp chiến trường miền Nam
quân và dân ta đồng loạt tấn công địch từ mũi Cà Mau đến đồng bằng sông Cửu Long, từ Tây Ninh đến chiến trường Quảng Trị. Quân khu 1 và quân khu 3 Ngụy đều bị uy hiếp nghiêm trọng. Ngay cửa ngõ Sài Gòn cũng bị tiến công. Tiếng súng đã vang đến Dinh Độc Lập. Mặc dù Huế rồi Đà Nẵng đang bị uy hiếp mạnh, Nguyễn Văn Thiệu vẫn lệnh cho tướng trưởng Trà Lữ Dù, lữ đoàn dự bị chiến lược đang phòng thủ Đà Nẵng, về gấp Sài Gòn để bảo vệ đô thành. Tổng thống Thiệu điện, lữ đoàn 1 nhảy dù ở lại cũng không biến đổi được tình hình. Trái lại, ở quân khu 3 tình hình rất sôi động, yêu cầu cho lữ đoàn dù 1 về gấp. Sau nhiều lần nài nỉ điện xin cho lữ dù ở lại không được, ngày 20 tháng 3 năm 1975, tướng trưởng điện từ chức. Trân trọng kính trình tổng thống, tự nhận thấy đuối sức và bối rối, sợ rằng không hoàn thành trách nhiệm, kính xin tổng thống cho được từ chức. Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng điện trả lời. Tổng thống chưa thể chấp thuận ý nguyện của trung tướng trong tình trạng hiện tại, trong lúc ai cũng phải cố gắng và hy sinh tối đa. Căn cứ Mang Cá ở Huế là tiền phương quân đoàn 1 Ngụy do Phó Tư lệnh Lâm Quang Thi trực tiếp chỉ huy. Tướng trưởng ra Huế không họp ở đây mà kéo tướng Thi tới Cồn Cát Hướng Điền, nơi lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến đặt sở chỉ huy để điều phối lực lượng phòng thủ Huế và Đà Nẵng. Tại địa điểm này, năm 1975, Viên chuẩn tướng lữ đoàn trưởng đã đón Ngô Quang Trưởng, Lâm Quang Thi. Tướng trưởng đã lệnh điều lữ 147 Thủy quân lục chiến bỏ Quảng Trị về Đà Nẵng. Theo ông ta, cố gắng trì hoãn chiến ở sông Ba Lòng, cùng lắm là sông Mỹ Chánh. Trở lại Huế, tướng trưởng lên đài phát thanh tuyên bố: "Tôi sẽ chết trên đường phố Huế, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới về được cố đô." Báo chí Sài Gòn lập tức tô vẽ cho mẫu người hùng trận mạc. Tổng thống Thiệu cũng lên đài phát thanh ca ngợi tướng trưởng là người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng hô quyết giữ Huế đến cùng. Trong khi địch đang giật gấu vá vai để điều phối lực lượng phòng thủ, thì chính là thời cơ quân và dân ta mở cuộc tấn công Huế và Đà Nẵng. Đồng chí Lê Tự Đồng, nguyên chính ủy kiêm tư lệnh quân khu Trị Thiên Huế, nhớ lại những năm tháng đó. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 75 ở Huế gồm hai lực lượng, một là lực lượng của quân khu Trị Thiên Huế, hai là lực lượng quân đoàn 2. Hai lực lượng này chúng tôi phối hợp rất là chặt. Hơn nữa là chúng tôi còn huy động lực lượng toàn bộ nhân dân mà chúng tôi huy động được. Sau ngày 19, tức là chúng tôi giải phóng toàn bộ cái đất của Quảng Trị còn lại á, là địch chạy về, lập một cái tuyến ở phía nam sông Mỹ Chánh. Thì chúng tôi chấp thời cơ đó, gọi là lập tức hạ quyết tâm giải phóng toàn bộ Thừa Thiên Huế và điền lên đề nghị về bộ, đồng thời điền đề nghị về quân đoàn 2 chia cắt chiến lược. Và quân đoàn 2 thì rất là hoàn toàn đồng ý với chúng tôi. 4-5 giờ sau gì đó thì chúng tôi được lệnh của bộ đồng ý cho chia cắt chiến lược và nhắc lại là cần phải linh hoạt, thật linh hoạt để mà chấp lấy thời cơ mà tổng tiến công. Thời cơ đã đến. Mặt trận Trị Thiên Huế nhận lệnh tấn công. Xe tăng và các tiểu đoàn bộ binh vượt sông Thạch Hãn đánh vào Quảng Trị. Địch ở Quảng Trị không đủ sức kháng cự, rút chạy về Huế, bỏ lại đồn bốt vũ khí, quân trang quân dụng. Còn đâu như những ngày hè năm 1972, chúng hùng hổ hô hào tái chiếm, giành giật với ta từng mét đất cổ thành. Nơi đây, biết bao chiến sĩ đồng bào đã ngã xuống cho ngày chiến thắng. Họ đã hòa tan trong nắng, gió, đất đai của thành Quảng Trị. Những mùa mưa Quảng Trị vẫn còn gợi nhớ bao gian khổ hy sinh của người chiến sĩ trên mảnh đất này. Gợi nhớ những người dân của một miền quê nghèo nhưng kiên cường, bất khuất.
Tại nơi đây, ngày 19 tháng 3 năm 1975, trong phiên họp Bộ Chính trị, đồng chí Lê Duẩn phân tích tình hình phát triển nhanh. Bộ Chính trị quyết định điều chỉnh chiến lược giải phóng Việt Nam trong năm 1975. Ta đã tạo ra thời cơ mới vượt dự kiến tháng 12 năm 1974. Bộ Tổng Tham mưu điện cho quân đoàn 2, bỏ ngay khu vực núi Bông, núi Nghệ, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ giữ bàn đạp, thọc ngay xuống đồng bằng, khóa chặt cửa Thuận, đánh Phú Bài, áp sát Huế. Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên và đồng chí Nguyễn Hữu An, Tư lệnh Quân đoàn 2, nhận được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu chuyển sang phương án thời cơ. Đã điều ngay một đơn vị từ khu vực Mỏ Tàu và núi Bông, núi Nghệ xuống cắt quốc lộ 1, con đường nối liền giữa Huế và Đà Nẵng. Bị cắt quốc lộ 1, tướng trưởng không thể nào điều lực lượng theo điện của Cao Văn Viên. Phương tiện eo hẹp về không quân và hải quân, chỉ cho phép yểm trợ được một điểm mà thôi. Vậy nên trở về trì hoãn chiến ở đèo Hải Vân. Từ Huế đến đèo Hải Vân chỉ dài 70 km. Vậy mà nơi này, năm 1975, tướng trưởng có trong tay những lực lượng mạnh nhất vẫn không thể nào mở đường máu về đây, lập phòng tuyến theo lệnh Tổng Tham mưu trưởng tướng Cao Văn Viên. Bởi vì đoạn quốc lộ từ Bạch Thạch, Ràng Bò đến Mũi Né đã bị một đơn vị của quân đoàn 2 chốt chặn. Hôm nay, ít ai hình dung được địa điểm này đã từng diễn ra các trận đánh quyết liệt với Sư đoàn 1 cùng Lữ đoàn 258 Thủy quân lục chiến. Đường về Đà Nẵng bị cắt, hàng ngàn quân xa và xe dân sự ùn tắc kéo dài vài cây số. Tránh con đường chết, binh sĩ dẫm đạp lên nhau chạy ngược về phía Huế. Con đường này ngày 22 tháng 3 năm 1975 là con đường tuyệt mệnh đối với sĩ quan binh lính của Ngụy. Không đường về Đà Nẵng, các cánh quân và xe cộ lại rùng rùng chạy về Huế, tìm lối thoát ra cửa biển Thuận An. Tướng Lâm Quang Thi lên trực thăng trốn chạy. Tướng Điểm, sư trưởng sư đoàn 1, bỏ nhiệm sở trên cao điểm Tây Nam rút về Huế. Pháo của ta đã bắn vào thành Mang Cá. Tướng Điểm lệnh cho binh sĩ chuẩn bị 7 ngày lương khô để chạy ra biển. Từ nhiều hướng, bộ đội ta tiến về Huế. Địch kinh hoàng tháo chạy. Tuy nhiên, ở một vài cứ điểm, binh lính Ngụy vẫn cố sức chống đỡ, hy vọng Ngô Quang Trưởng, Tổng thống Thiệu và người Mỹ sẽ không bỏ Huế. Ngày 22 tháng 3 năm 1975, Bộ Tổng Tham mưu điện cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Quân khu Trị Thiên. Địch đã bỏ quận Lỵ hướng điền, ta phải cho bộ đội chiếm ngay, phải bịt cửa Thuận An lại, tập trung pháo bắn vào cửa Thuận An. Pháo binh ta từ nhiều trận địa bắn khống chế toàn bộ cửa biển Thuận An, đồng thời bộ đội đặc công thả thủy lôi phong tỏa cửa biển, không cho tàu địch đón tàn quân rút chạy. Binh lính, quân xa ùn tắc lại ở cửa biển Thuận An và cửa biển Tư Hiền, bị thương vong nặng nề và cực kỳ hỗn loạn. Đường từ Huế ra cửa Thuận An, Tư Hiền và bán đảo Vĩnh Lộc đầy binh lính Ngụy Sài Gòn, gồm đủ các sắc lính, biệt động, thiết giáp, thủy quân lục chiến, bảo an, cảnh sát, chen chúc cùng dân chúng. Một con đường kỳ lạ, một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có ở chiến trường này. Từ nhiều hướng, bộ đội du kích tiến vào đất cố đô, hầu như không còn gặp sức kháng cự. Nhân dân mừng vui dẫn đường cho các đoàn quân chiếm lĩnh công sở và căn cứ địch. 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 1975, lá cờ cách mạng đã được kéo lên đỉnh cột cờ trước ngọ môn. Nhân dân Huế không thể nào quên những chặng đường chiến đấu giải phóng cố đô, trong đó có cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1968. Nhiều người đã ngã xuống để cho ngày nay lá cờ tung bay mãi mãi và cho dòng sông Hương như trở lại trong xanh với cuộc sống thanh bình của đất, trời và người xứ Huế. Chiều chiều trước đền Tăng Lâu, ai ngồi ai câu ai.
Về Huế gợi cho ta những kỷ niệm chiến đấu và những người dân chờ đón cách mạng trong niềm vui xen lẫn tiếng hò Huế mang mát với tiếng gõ mõ cầu kinh của tăng ni Phật tử. Những âm thanh ấy từ chùa Từ Đàm, Thiên Mộ cùng tiếng chuông nhà thờ Cứu Thế, Phú Cam vang lên mừng Huế giải phóng năm 1975. Trên đất cố đô này, nhân dân hằng chứng kiến bao bước thăng trầm. Ngọ Môn còn ghi dấu cuộc meeting từ năm 1945 khi nước nhà giành độc lập, chấm dứt chế độ phong kiến. Hết người Pháp rồi lại đến người Mỹ đều muốn làm chủ ở cố đô. Nhưng lịch sử đã có mùa xuân năm 1975 để non sông quy về một mối, để Huế mãi mãi tự hào là một mốc son trong lịch sử đấu tranh giành tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. Trong khi mặt trận Huế chưa hoàn toàn kết thúc, thì ở phía Nam, Sư đoàn 2 thuộc quân khu 5 đã đánh chiếm thị xã Tam Kỳ. Nhân dân Quảng Ngãi phối hợp cùng bộ đội nổi dậy tiến công. Địch rút chạy, Quảng Ngãi được giải phóng. Như vậy, Đà Nẵng đã lâm vào thế cô lập hoàn toàn. Sau mặt trận Tây Nguyên, mặt trận Huế phát triển hết sức mau lẹ. Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị đã có một quyết định lịch sử điều chỉnh quyết tâm chiến lược giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam trước mùa mưa. Quân ủy Trung ương thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, nhanh chóng thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại những ngày cuối tháng 3 năm 1975. Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh cho về chiến trường Tỷ Thiên và quân đoàn 2 chuyển sang để mà thời cơ giải phóng Huế. Và tình hình biến chuyển rất mau lẹ, cho nên là chỉ mấy hôm sau là thì phát hiện địch có ý định bỏ Huế mà có cùng về từ thủ, có cái lệnh của Thiệu là từ thủ Đà Nẵng. Thế thì ta mới là thấy là cái tình hình như vậy là làm sao mà phải đập tan cái kế hoạch có cùng Đà Nẵng của địch. Cho nên mới đề nghị thành lập cái Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đà Nẵng. Và trong một thời gian ngắn nhất với cái tình huống là địch rút quân mà tiêu diệt địch ở Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Chiến dịch là có Lê Trọng Tấn là tư lệnh, Chu Huy Minh là chính ủy, chỉ liên lạc với nhau trên vô tuyến điện. Thế thì hành quân thần tốc từ phía Bắc là vào, từ phía Nam lên. Nắm vững thời cơ, quân đoàn 1, quân đoàn dự bị chiến lược cũng được lệnh lên đường. Miền Bắc lại dồn tất cả sức người, sức của cho tiền tuyến lớn. Các hướng tiến quân đều dồn về Đà Nẵng, căn cứ chiến lược của quân khu 1 và quân đoàn 1 Ngụy. Mỹ Ngụy đã xây dựng thành phố lớn nhất miền Trung này thành một căn cứ quân sự khổng lồ, gồm hải lục không quân. Vào năm 1975, lực lượng địch ở đây có hơn 7 vạn. Một sư đoàn không quân giao cho Ngô Quang Trưởng chỉ huy. Địch coi đây là lực lượng mạnh nhất, thiện chiến nhất để chống sức ép liên tục từ phía Bắc. Đà Nẵng, tháng 3 năm 1975, người xe đông nghịt do từ Huế chạy vào, từ Quảng Ngãi, Chu Lai chạy ra, tạo nên cảnh cực kỳ hỗn loạn. Ông Nguyễn Quang Hiển, nguyên đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứng kiến quân Ngụy từ khi thất thủ Buôn Ma Thuột đến ngày hỗn loạn Đà Nẵng. Tôi đã từng là phó tổng thanh tra quân lực Việt Nam Cộng Hòa,
dưới quyền của Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc ấy thì tôi có chứng kiến những cái việc như thế này. Ban Mê Thuộc đã thất thủ, quân lính hỗn loạn, sĩ quan thì bỏ đơn vị, lính binh sĩ thì bỏ ngủ, chỉ lo cho gia đình thôi. Trong lúc ấy thì ở Huế và Đà Nẵng tình hình cũng cực kỳ hỗn loạn. Cái tình hình đó, cái sự hỗn loạn nó ảnh hưởng rất nặng tới Bộ Tổng Tham mưu, tới Tòa Đại sứ Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Thiệu vẫn tuyên bố trên truyền hình rằng sẽ tử thủ, sẽ đánh nhau, sẽ đánh tới viên đạn cuối cùng. Mặc dầu chịu sức ép nặng nề trước khối dân tị nạn, mà hầu hết là vợ con binh lính và công chức ngụy đang tác động rất lớn tới tinh thần quân sĩ, nhưng tướng trưởng vẫn cho rằng Việt Cộng chưa thể tấn công ngay Đà Nẵng mà còn phải tổ chức lực lượng. Smith, viên lãnh sự Mỹ ở Đà Nẵng, thống nhất nhận định của trưởng. Smith cùng tướng trưởng muốn đưa khối người tị nạn và 360 nhân viên lãnh sự Mỹ ra khỏi Đà Nẵng, đã xin lập một cầu hàng không Đà Nẵng - Sài Gòn. Tình hình càng trở nên rối loạn. Sĩ quan, binh lính trốn theo vợ con lên máy bay chờ trực, tranh cướp bên tòa lãnh sự, hòng di tản. Trái với nhận định của tướng trưởng và tình báo Mỹ, phía ta tổ chức tấn công ngay. Đồng chí Lê Trọng Tấn, tư lệnh mặt trận đang ở Gio Linh, Quảng Trị. Đồng chí Chu Huy Mân, chính ủy mặt trận, tư lệnh quân khu 5 đang ở Quảng Tín. Tình hình phát triển nhanh, tư lệnh và chính ủy thống nhất cách đánh Đà Nẵng qua điện đài. Truyền thống quân đội ta là chủ động tấn công, hướng Bắc, quân đoàn 2 với sư đoàn 325 đi tiên phong đánh chiếm đảo Phú Gia và tiến tới Lăng Cô. Hướng Tây, trung đoàn 66 của sư 304 từ Thượng Đức chuyển hướng xuống Phước Tường, Hòa Khánh, Hòa Cầm đánh địch. Hướng Nam, sư đoàn 2 thuộc quân khu 5 do đồng chí Nguyễn Trơn chỉ huy, sau khi giải phóng Tam Kỳ, nhanh chóng đánh chiếm Điện Bàn, được nhân dân thương yêu đùm bọc trên chiến trường ác liệt và gian khổ ở khu 5. Quân ta đi tới đâu cũng được bà con cô bác tận tình giúp đỡ, huy động tất cả phương tiện để đánh địch. Sông Bà Rén rộng mênh mông, nhân dân cung cấp thuyền mảng đưa bộ đội qua sông. Nguyễn Văn Thiệu hô hào từ thủ Đà Nẵng và vội vàng đi động viên tinh thần binh sĩ quân khu 3 đang hoang mang trước tình hình nguy ngập ngoài Đà Nẵng. Tổng thống Thiệu họp với tướng Trần Văn Quang, Cao Văn Viên để đối phó với tình hình Đà Nẵng và việc thủ tướng Trần Thiện Khiêm dọa từ chức. Nguyễn Văn Thiệu còn lo nhóm Nguyễn Cao Kỳ đang giáo diết vận động binh sĩ và liên kết với Linh Mục Thanh đòi Thiệu giao quyền để gọi là cứu nguy tổ quốc. Nguyễn Văn Thiệu hy vọng Mỹ không bỏ Việt Nam Cộng Hòa. Khi tiếp các thượng nghị sĩ và phái đoàn viện trợ Mỹ sang Sài Gòn, có niềm tin. Khi tình hình nguy ngập, đã cử ông Nguyễn Văn Đang, nguyên Phó Chủ tịch Hạ viện, là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng sang Hoa Kỳ cầu cứu. Nguyễn Văn Thiệu không thể ngờ người được cử đi cầu viện Mỹ chính là người mang mật danh U4 của ta. Trước khi đi Mỹ, ông đã nhận lệnh của đồng chí Sáu Chí, cụm trưởng cụm tình báo. Trong cái khóa hội nghị viện từ 67 cho đến 72 đó, tôi là phó chủ tịch hội nghị viện. Và đến sau đó là tôi là chủ tịch ủy ban quốc phòng của hội nghị viện. Cho nên do đó chính quyền Nguyễn Văn Thiệu Sài Gòn đề cử của tôi vào cuối tháng 3 đi tham gia cái phái đoàn qua Mỹ để cầu viện khẩn cấp. Qua bên đó thì tôi có suy nghĩ làm thế nào đó, bên ngoài thì là mình cầu viện, nhưng mà làm thế nào để cho cái cuộc cầu viện nó thất bại. Do đó mà khi tôi gặp Quốc hội Mỹ, tôi cũng trình bày cái tình hình để cho các nghị sĩ mà họ là cựu tướng lãnh hay là cựu sĩ quan, họ đều biết rằng cái tình hình đó, dù có cầu viện bao có tiếp viện bao nhiêu cũng không có thành công. Cho nên họ cũng có những người họ bắt đầu là họ từ chối, họ không nhận những cái món quà. Trong khi đó thì người ta mới thúc tôi bảo phải năn nỉ cho người ta nhận, nhưng mà tôi nghĩ rằng thúc nó làm chi, bởi vì mục đích của mình đó là để cho nó đừng có chấp nhận. Tôi qua gặp Tổng thống Pho cũng thế. Sau khi tôi trình bày, Tổng thống Pho mới nói như thế này: nói bây giờ tôi thì thông cảm hoàn cảnh của mấy ông, nhưng mà không có thể quyết định liền được. Tôi sẽ cử một cái vị tướng lãnh tài ba
để qua Việt Nam ngay để thị sát tình hình, báo cáo rồi tôi mới quyết định sau. Đó là thông tướng Hoài Văn mà chúng ta đều biết. Tổng thống Ford cùng Kissinger cố gắng thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ tăng viện. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ chần chừ, chỉ thống nhất cử tướng Wayne sang thị sát. Chúng ta không xa lạ gì tướng Mỹ Wayne, bởi năm 1973, khi cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, ông ta cố tươi cười trước ống kính phóng viên khi lên máy bay về nước. Trở lại Sài Gòn, Wayne đại diện cho giới quân sự, còn Martin đại diện cho giới ngoại giao. Cả hai đều tin Ngô Quang Trường sẽ giữ được Đà Nẵng, vì trong tay ông ta có hơn 7 vạn quân, 388 máy bay, 165 tàu hải quân, 418 khẩu pháo, 449 xe tăng và thiết giáp. Trong khi Wayne, Martin và Thiệu họp bàn chi viện cho Trường, thì ở Điện Thắng, Điện Bàn, đồng chí Võ Chí Công, bí thư khu ủy khu 5, chỉ đạo đưa các lực lượng vào ém quân ở nội thành Đà Nẵng. Đồng chí Võ Chí Công nhớ lại: tôi nhận định tình hình đã xuất hiện một tình hình mới, nên điện cho Bộ Chính trị xin đánh Đà Nẵng ngay, và điện cho khu ủy và quân khu bỏ phương án cũ, chuyển ra giải phóng Đà Nẵng, đồng thời ra lệnh cho sư 2 cấp tốc chuyển đánh vào Đà Nẵng. Tôi xuống gặp thường vụ tỉnh ủy Quảng Đà bằng bổ sung phương án, nhất là vận động quần chúng nổi dậy sớm hơn. Bộ đội đặc công đã tiếp cận các mục tiêu, chốt giữ các cầu trên đường vào Đà Nẵng, đặc biệt là cầu Trịnh Minh Thế qua sông Hàn, nối liền thành phố Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà. Các đội biệt động và du kích đã sẵn sàng phối hợp với quân chủ lực khi đánh vào thành phố. Các cơ sở nội thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Đêm trước của bình minh Đà Nẵng quả là những đêm không ngủ của nhân dân thành phố bên sông Hàn. Những khẩu pháo này trên đỉnh đèo Mũi Châu đã gieo nỗi kinh hoàng cho căn cứ quân sự Đà Nẵng khi có bức điện của Bộ Tổng Tư lệnh. Lệnh cho trận địa pháo ở Mũi Châu bắn ngay vào sân bay, sở chỉ huy quân đoàn và nơi tập trung quân đông ở Đà Nẵng. Khi pháo lớn đã bắn tới trung tâm Đà Nẵng thì chính là báo hiệu sự thất bại, náo loạn và sụp đổ của quân đoàn 1 ngụy. Trên sân bay, họ dẫm đạp lên nhau, lính bắn dân để cướp, dân bắn lính để giành máy bay, sĩ quan bỏ cả vợ con chạy trốn ra hướng biển, tranh cướp lên thuyền. Tàu hải quân Mỹ sợ pháo lớn, không dám vào gần. Chúng phải ném bớt xuống biển cả người và quân trang quân dụng, mở hết tốc lực thoát khỏi vùng bão lửa. Từ nhiều hướng, các mũi tiến quân của ta tiến vào thành phố Đà Nẵng, đánh địch theo phương án hành tiến. Cánh Bắc, mũi tiên phong của quân đoàn 2 do đồng chí Hoàng Đan chỉ huy, có xe tăng yểm trợ, đánh thọc sâu từ đèo Hải Vân xuống kho xăng Liên Chiểu, tiến về Nam Ô. Cánh Tây Nam, sư đoàn 304 đánh chiếm Phước Tường, Hòa Khánh, Hòa Cầm là hậu cứ sư đoàn 2 ngụy. Cánh Nam sư đoàn 2 quân khu 5 từ phía Nam tiến lên đánh tan sư đoàn 3 ngụy, phối hợp với hai trung đoàn của tỉnh và các đội biệt động đánh chiếm sân bay nước mặn, sân bay Đà Nẵng, phát triển sang bán đảo Sơn Trà, hội quân với lực lượng quân đoàn 2.
sở chỉ huy quân đoàn một ngụy bỗng chốc tan hoang. Sĩ quan tham mưu, nhân viên CIA Mỹ đốt tài liệu rồi bỏ chạy. Lời thề tử thủ đã theo tướng Ba Sao Ngô Quang Trưởng lên một chiếc tàu nhằm hướng Sài Gòn bỏ chạy. Để tránh việc bị Thiệu đưa ra tòa án binh vì thất thủ Đà Nẵng, ông ta vội cáo ốm đi bệnh viện. Toàn bộ quân khu 1, quân đoàn 1 ngụy bị tan rã. Cuộc tấn công thần tốc của ta trong 32 giờ đã tiêu diệt hoàn toàn một căn cứ quân sự khổng lồ, thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh. Sau Huế, Đà Nẵng là thành phố thứ hai được thu hồi nguyên vẹn. Chiến thắng này thể hiện nghệ thuật tạo thời cơ, vận dụng thời cơ, kết hợp chặt chẽ các yếu tố để tạo thành sức mạnh của Đảng ta trong chỉ đạo cuộc chiến tranh giải phóng. Tổng thống Thiệu làm như chưa biết thất bại Đà Nẵng nên vẫn ra lệnh, mệnh lệnh tử thủ vẫn phải thi hành. Trong cơn cùng quẫn, Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh như một thói quen hô tử thủ, rồi thề. Ông ta không được chứng kiến các quân xa, vũ khí, đủ các xác lính còn ném ngổn ngang trên bãi biển này. Giống như tướng trưởng, các xác lính đều đem theo lời thề tử thủ trên đường di tản. Đường dây nóng của Ngô Quang Trưởng nối liền với Tổng thống Ford chấm dứt. Jerome Ford buồn rầu tuyên bố, thất bại Đà Nẵng là một thất bại mênh mông của loài người. Thất bại Đà Nẵng làm cho Dinh Độc Lập như có đám mây đen bao phủ. Wayan, Martin và Thiệu cùng các tướng lĩnh vội vã bàn việc lập tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu lại thề tử thủ ở Phan Rang bằng mọi giá. Còn Cao Văn Viên kêu gọi phải giữ phần đất còn lại, không được lùi nửa bước. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Harpeth tuyên bố Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Việt Nam. Còn tham mưu trưởng Lục Quân nói việc Mỹ trở lại Việt Nam đang được cứu xét. Quả thật, Hoa Kỳ không chỉ nói suông. Một ngày sau khi thất thủ Đà Nẵng, Mỹ đã lập cầu hàng không vận chuyển gấp vũ khí cho Nguyễn Văn Thiệu. Trong đó có hai loại bom mới, Desicott và CBU. Sức tàn phá chỉ kém bom nguyên tử để họ cố giữ đến tháng 6. Họ nhận định Cộng sản có thể dừng lại để điều đình, cũng có thể tấn công, nhưng phải 2 tháng nữa mới xảy ra, vì Cộng sản phải điều động một quân đoàn nữa áp sát Sài Gòn. Lúc đó đã là mùa mưa, mà mùa mưa thì tình thế rất có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, tại ngôi nhà này, Bộ Chính trị hạ quyết tâm nắm vững thời cơ chiến lược với tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, tổng công kích và nổi dậy, giành thắng lợi hoàn toàn trong thời gian sớm nhất. Như vậy, hậu phương lớn phải huy động tổng lực chi viện cho chiến trường. Một ủy ban chi viện toàn quốc do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm chủ tịch. Đồng chí Phạm Văn Đồng và các thành viên ủy ban về các địa phương huy động nhân tài, vật lực cho giải phóng miền Nam. Có thể nói lúc bấy giờ, nhân dân miền Bắc đã huy động những hạt gạo cuối cùng để gửi ra tiền tuyến. Đồng chí Võ Nguyên Giáp điện cho các cánh quân, thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Trên mọi ngả đường ra tiền tuyến lớn, tàu xe, máy bay dồn dập chở quân, lương thực và vũ khí ra mặt trận. Một quang cảnh chưa từng có về cuộc tổng động viên của cả nước dồn vào trận quyết chiến lịch sử. Bây giờ, cánh quân phía đông do đồng chí Lê Trọng Tấn trực tiếp chỉ huy, lực lượng chính là quân đoàn 2, vừa tham gia giải phóng Huế, Đà Nẵng. Nhiều đơn vị của quân đoàn còn rải rác từ A Sầu,
Khe Xanh, Quảng Trị đã cơ động bằng xe quân sự và các phương tiện của nhân dân, hành quân liên tục ngày đêm, khắc phục các sự cố cầu đường, vừa đi vừa đánh địch, tiến qua Phú Yên, Nha Trang, Cam Ranh, hướng về Ninh Thuận. Quân đoàn 1 là lực lượng dự bị chiến lược cũng được lệnh xuất quân từ miền Bắc và miền Đông Nam Bộ, vượt đường Trường Sơn dài 1.700 km, chuẩn bị cho chiến dịch lớn. Sư đoàn 10 từ Nha Trang theo đường chiến lược 14 nhập vào đội hình quân đoàn 3, rồi cùng quân đoàn tạm biệt Tây Nguyên với chiến thắng vang dội Buôn Mê Thuột để tiến vào Đông Nam Bộ. Cuộc hành quân vô cùng gian khổ bởi không quân địch đánh chặn, ngày nào cũng có xe cháy và chiến sĩ hy sinh. Nguyễn Văn Toàn, Trung tướng Tư lệnh Quân khu 3 cùng Cố vấn Quân sự Mỹ bay tới phòng tuyến Phan Rang để bàn với tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, người mới được Tổng thống Thiệu giao chỉ huy tuyến phòng thủ từ xa này. Đây là giải đất mà tướng Toàn, tướng Nghi cùng Cố vấn Mỹ khi ấy bay thị sát. Họ nhất trí chọn đoạn quốc lộ 1 từ Bà Râu đến Du Long nằm giữa các triền núi cao và có nhiều cầu cống làm tuyến phòng ngự. Ở hướng Tây, địch tổ chức tuyến phòng ngự thứ hai trên quốc lộ 11, đoạn đường hiểm trở qua đèo Ngoạn Mục. Tướng Nghi nói, một lữ đoàn phòng thủ ngang đèo Ngoạn Mục thì Việt Cộng không thể nào từ Đà Lạt tiến xuống được Phan Rang. Địa điểm này trước đây binh sĩ Ngụy gọi là đồi ông tướng, vì tướng Nguyễn Vĩnh Nghi cho đặt sở chỉ huy. Bên cạnh là sân bay Thành Sơn. Chỉ huy sân bay này là chuẩn tướng Phan Ngọc Sang, có trong tay sư đoàn 6 không quân sẵn sàng yểm trợ, thiết lập cầu hàng không nối với sân bay Biên Hòa và Tân Sơn Nhất. Vùng Ninh Chữ Phan Rang chính là nơi Thiệu ra đời. Ngoài sự ngoan cố chống đối cách mạng và nhân dân, Nguyễn Văn Thiệu còn rất tin vào tướng số Tử Vi. Ông ta nghĩ rằng nếu nơi này lọt vào tay Cộng sản thì đâu còn long mạch làm nên ngôi Tổng thống. Vì vậy, cả tình cảm và ý chí của Thiệu đều hết lòng ủng hộ viên tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Đại sứ Martin bay ra Phan Rang thị sát rất tin tưởng tướng Nghi, vì Nghi là phó tư lệnh quân đoàn 3 có kinh nghiệm thiết lập tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Quân đoàn 3 đang đương đầu hữu hiệu với quân Việt Cộng. Xuân Lộc được che chắn bởi nhiều lớp phòng ngự và sự chi viện tối đa của xe tăng, phi pháo. Địch bày cho triển lãm chiến tích, mời các phóng viên nước ngoài đến tận đây chứng kiến nhằm trấn an dư luận và gây niềm tin của Hoa Kỳ. Đây có phải chăng là sự củng cố niềm tin cho Martin vào phòng tuyến Phan Rang, hay còn gọi là phòng tuyến Wayan? Ngay khi giải phóng Đà Nẵng, thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã điện cho khu 5 và Hải quân, giao cho quân khu ủy và Bộ Tư lệnh B1 nhiệm vụ đánh chiếm các đảo hiện do quân ủy miền Nam chiếm đóng. Tham gia tiến công đảo có đoàn 126 đặc công nước, đoàn 125 vận tải biển của Hải quân và bộ binh của quân khu 5. Thiếu tướng Mai Năng, nguyên đoàn trưởng đặc công 126 Hải quân, chỉ huy thực hiện lệnh đánh chiếm đảo Song Tử Tây, kể lại. Đồng chí Hoàng Hữu Thái, phó tư lệnh Hải quân, giao nhiệm vụ cho tôi bí mật giải phóng quần đảo Trường Sa. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, tôi cùng đoàn tàu không số của 125 đi ra chiếm, đánh chiếm Song Tử Tây. 3 giờ 30 phút, anh em đã rời khỏi tàu, tiếp cận vào đảo. Với bất cứ giá nào, phải tiến công, chiếm cho được Song Tử Tây. Đúng 4 giờ 30 phút, chúng tôi đã chiếm được Song Tử Tây và báo về
Bộ Chỉ huy Mặt trận, chúng tôi đã làm chủ sông Tử Tây. Sự phối hợp giữa cuộc tiến công trên đất liền với cuộc tiến công đánh chiếm quần đảo Trường Sa trên Biển Đông diễn ra nhịp nhàng với lực lượng nhỏ, bằng cách đánh thông minh, táo bạo, bí mật, bất ngờ, mau lẹ để lá cờ Tổ quốc tung bay trên quần đảo Trường Sa. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, khi ta đã làm chủ đảo Song Tử Tây, thì ở Phan Rang, Sư đoàn 3 Sao Vàng nhận lệnh của đồng chí Lê Trọng Tấn nổ súng đánh Du Long và sân bay Thành Sơn. Pháo binh và cao xạ của binh đoàn trên được hành tiến bắn yểm trợ cho Sư đoàn 3 Sao Vàng. Ngày 14 tháng 4 tại Xuân Lộc, quân đoàn 4 tấn công mãnh liệt, tiêu diệt trung đoàn 52, sư đoàn 18 và đánh tan lữ đoàn 3 thiết giáp ngụy từ Biên Hòa ra tăng viện cho Xuân Lộc. Vì vậy Xuân Lộc bị cắt đứt với Biên Hòa. Cùng trong ngày 14 tháng 4 đầy sự kiện chiến trường, ở Dinh Độc Lập diễn ra lễ trình diện nội các chiến đấu do Thủ tướng Khiêm bàn giao cho ông Nguyễn Bá Cẩn. Thủ tướng mới kêu gọi đồng minh Hoa Kỳ ném bom trở lại miền Bắc, kêu gọi nhân dân tin tưởng, hy sinh vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng họ biết đâu rằng đồng bào các dân tộc ít người ở Ninh Thuận, vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường, đang gùi đạn, gùi gạo cho quân giải phóng bao vây quân ngụy ở phòng tuyến Phan Rang. Một nội các kỳ lạ, lập nên trong tình thế bị bao vây, cũng tự phân ra bộ nọ, ban kia để gọi là gánh vác việc nước, cứu nguy dân tộc. Những người tự phong đó đâu biết rằng, phòng tuyến Phan Rang đến hồi nguy ngập. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi muốn chạy như tướng Phạm Văn Phú, Ngô Quang Trưởng còn không kịp. Phan Rang, phòng tuyến Wayen đang hấp hối. Mười giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 1975, nội các chiến đấu của Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đang cùng nhau tuyên thệ giữ vững phần đất còn lại. Tổng thống Thiệu vui mừng bắt tay thật chặt các thành viên nội các. Họ không thể biết rằng lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày 14 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã nhận được bức điện của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng ý chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tổng Tư lệnh lệnh tập trung dứt điểm phá tan phòng tuyến Phan Rang. Dưới sự chi viện mạnh mẽ của pháo binh và xe tăng, ta đồng loạt tấn công phòng tuyến Phan Rang. Một bộ phận của quân đoàn 2 cùng sư đoàn 3 quân khu 5 đánh vào trung tâm thị xã và sân bay Thành Sơn. Ta đập tan Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 ngụy cùng với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 và Chuẩn tướng Phan Ngọc Sang bị bắt tại trận. 40 máy bay thu hồi nguyên vẹn. Ninh Thuận, rồi Bình Thuận được giải phóng, đã tạo thế cho các binh đoàn chủ lực hành quân thần tốc, hợp thành thế trận bao vây, áp sát Sài Gòn.
nhân dân khu 6 anh dũng kiên cường qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã bám trụ trên một vùng đất nổi tiếng về sự khó khăn ác liệt. Đồng bào các dân tộc, trong đó có dân tộc Chăm, Rắc Lay, từng nuôi dưỡng bao người chiến sĩ. Hôm nay bên Tháp Chàm, dưới bầu trời trong sáng là cuộc họp mặt mừng vui vô hạn ngày quê hương giải phóng. Thời cơ thần tốc đã tạo ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy trong cuộc quyết chiến cuối cùng. Trên các ngả đường tiến về Sài Gòn, ta còn gặp nhiều khó khăn ác liệt. Với thế và lực mới, với niềm vui, niềm tự hào về chiến dịch cuối cùng được mang tên Bác Hồ vĩ đại, các cánh quân đang dồn dập tiến về áp sát Sài Gòn. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn là điểm hội tụ sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam.